Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Hàng VIP. Hôm nay bên em mới về một chiếc lò áp suất. Chiếc lò áp suất là của hãng Tefal nhé. Hãng Tefal thì là lò áp suất của Pháp xuất Nhật nhé, sản xuất tại Pháp luôn. Tefal là một hãng lò áp suất với cả chảo với mọi thứ, là nó là hàng đỉnh của hàng điện nội địa Nhật luôn. Con lò Tefal này thì có dung tích là 6 lít nhé. Này, Tefal này. Clipso nhá. Anh cứ xem mã Tefal này là nồi rất là đắt tiền luôn. Còn lò áp suất này thì nó sẽ có một cái van xả và một van đóng áp suất này. Đây, mình sẽ gạt bằng cái van này. Xả và đóng này. Còn lò áp suất này thì anh chị Linh nấu cháo hầm xương thì nó quá tuyệt vời luôn. Nấu cháo thì chỉ cần đun sôi độ khoảng cho đồ vào cho mình, anh chị cho gạo vào nấu cháo thì chị Linh khoảng tầm khi mà nó sôi nhá, khi mà nó sôi mà nó xì anh chị để chỗ áp suất này. Khi nó sôi mà nó xì hơi ra này thì anh chị khoảng tầm 3 đến 5 phút thôi là anh chị sẽ tắt đi. Và anh chị để như vậy là nó tự nó cháo nó chín nhừ luôn, ngon lắm. Kể cả là hầm xương nhá, tuyệt vời luôn. Con nồi này về thì là hàng đấu giá về nhà hàng, là xài lướt quá đẹp luôn này. Hàng 6 lít này, Tefal này nhá, đây là đây chị nhìn này, mới keng xe beng luôn. Cái chỗ này là nó như vậy chứ không phải móp như thế này. Chỗ này nó như vậy nhá, chứ mày bị móp nhé. Giống như là nó cái ngấn này là anh chị lên, mình sẽ lên để nước đến đây thôi chứ được mình không cho đầy quá, ví dụ thế. Đây là cái ngấn là họ sẽ khuyến cáo. Còn đây như này, made in France này, tức là sản xuất tại Pháp này. Nồi 6 lít này. Để sẵn đây cho chị xem nó rõ này. Đó, nhìn thấy không? Nồi 6 lít nhá, made in France này, sản xuất tại Pháp này. Đó. Induction này. Con này thì chị có gì chị cho cả một con gà vào đây linh được luôn. 6 lít. Có chị luộc gà, anh chị luộc gà chị chỉ cần cho vào anh chị đun mức đun nó sôi lên là anh chị ngâm khoảng tầm khi nó vừa sôi nó vừa xì hơi đây xong thì anh chị có thể là anh chị để khoảng 2 3 phút sau chị xì hết hơi ra là gà chín luôn. Không cần phải linh nhiều nhá. Đây, đấy là luộc gà. Còn nấu cháo thì khoảng 3 5 phút sau đó anh chị tắt đi thôi chứ. Nó dùng rất tiết kiệm điện luôn. Con này nấu bếp từ được chị nhá. Nấu bếp từ, nấu bếp ga được luôn. Và con này đặc biệt nó đóng mở rất là dễ này, không như những loại lò áp suất khác. Anh chị chỉ việc ở đây, ví dụ anh chị đem mở ra này. Còn khi chị đóng bàn anh chị chỉ việc cho nó vào đúng cái miệng nó xong chị nhấn này xuống này. Đó là tự nó đóng, nó sập hai bên cái ngàm này vào. Rất an toàn nhá, ngàm rất chắc chắn luôn. Mở ra chị này. Đó. Đóng vào này, mở ra này. Đây chị xem bên trong này, mới keng luôn. Con này nấu bếp từ luôn, rất là ngon lành nhá. Bếp từ bếp ga đều dùng luôn. Này răng này. Nhưng con này là hàng giống hàng xả lướt vậy, đẹp tuyệt vời luôn. Chi tiết từng con ốc cực kỳ đẹp này nhá. Nấu cháo hầm xương, hầm xương nếu mà anh chị hầm xương thì đun cháo hầm xương chị chỉ hầm đâu đó khoảng tầm 10 phút sau đó anh chị tắt đi là ok. Là xương nhừ luôn. Còn này anh chị là mua bán anh chị giá 2 triệu 600 ngàn đồng nhá. Không bao ship, chuyển khoản 100% thì em cũng không bao ship được luôn chị, 2 triệu 600 để mua về nó khá cao rồi. Đó chị đã quan tâm liên hệ với em nhé, số điện thoại 098 0938 174008. Nếu mà 2 triệu 7 thì em sẽ bao ship cho chị, còn 2 triệu 6 không bao ship nhé. 2 triệu 7 bao ship nếu chuyển khoản 100%. Còn nếu đặt cọc anh chị tự chịu ship giúp em. Rất là tiện lợi, rất là dễ nhé. Phát là vào ngay. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi thêm nhiều video mới hơn nữa. Bên em thì chuyên bán nồi cơm điện cao tần và những cái đồ ví dụ như lò áp suất lâu lâu có này, nhưng mà chuyên về lọc máy lọc nước ion kiềm nhiều hơn thì nhé. Máy lọc nước ion kiềm hay còn gọi là máy lọc nước điện giải hay còn gọi là máy lọc nước căng gen. Bên em thì bán các loại máy lọc nước ion kiềm của Nhật luôn, hàng nội địa nhé. Có cả máy mới và máy cũ, chị có thể tham khảo thêm trên website nội địa nhật.net. Bên em có để hình ảnh đầy đủ và giá tính năng sản phẩm trên đó luôn. Anh chị có thể tham khảo giá trên đó được nhé. Nội địa nhật.net chị đối giúp em nhé. Rồi, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chị video. Xin cảm ơn rất nhiều. Một con Tefal đẹp xuất sắc luôn.